Nguyễn Mạnh Dũng, trung vệ lắm tài nhiều tật, luôn bị nâng lên đặt súng. Nguyễn Mạnh Dũng từng được xem là trung vệ số 1 của thể công cuối thập niên 90, nhưng vì lắm tài nhiều tật, anh đã không thể phát huy hết tài năng của mình để cống hiến cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Chân trái rất ngoan. Xuất thân từ lò đào tạo thể công, tài năng của Mạnh Dũng sớm phát tiết khi anh lên đội 1 từ rất sớm. Nếu có một kỷ lục về cầu thủ trẻ nhất thi đấu ở đội 1 thể công thì có lẽ sẽ thuộc về Mạnh Dũng. Tháng 11 năm 1992, khi chỉ mới 15 tuổi, anh đã lần đầu tiên được khoác áo đội 1 thể công thi đấu với Công an Thanh Hóa ở cúp quốc gia. Thừa hưởng tố chất từ người bố là cựu danh thủ thể công Nguyễn Trọng Giáp, Mạnh Dũng được đánh giá là một trung vệ đầy triển vọng, không chỉ của thể công mà còn của bóng đá Việt Nam ở cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Không chỉ có chiều cao lý tưởng 1m79, cầu thủ sinh năm 1977 còn sở hữu kỹ năng phát bóng dài, chỉ huy hàng phòng ngự xuất sắc. Giai đoạn từ năm 1997 đến 1999 là giai đoạn thành công nhất trong những năm tháng Mạnh Dũng khoác áo thể công. Trong mặc áo U21 thể công, Mạnh Dũng cùng đồng đội đã 3 lần liên tiếp đăng quang ngôi vô địch giải U21 báo thanh niên. Trong trận chung kết giải U21 báo thanh niên năm 1997, từ quả đá phạt gián tiếp, Mạnh Dũng đã bấm bóng tinh tế qua đầu hàng rào U21 thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho Trương Việt Hoàng thoát xuống ghi bàn, san bằng tỷ số cho đội nhà, góp phần giúp U21 thể công đội ngược dòng thành công giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1. Với một thể hình giống như một cầu thủ châu Âu, cùng khả năng chơi bóng với tư duy chiến thuật cực tốt, ra vào hợp lý, lại biết cách chỉ huy hệ thống phòng ngự, Mạnh Dũng nhanh chóng trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự thể công. Dưới sự chỉ huy xuất sắc của Mạnh Dũng, thể công đã đăng quang ngôi vô địch quốc gia năm 1998 và sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất. Dũng sở hữu cái chân trái mà ngay cả các cầu thủ chơi một kèo như Bảo Khanh cũng phải mê. Dũng có một cái chân trái rất ngoan, đặc biệt là có khả năng thực hiện những quả chuyền dài bằng chân trái, có điểm rơi chính xác, điều mà rất ít cầu thủ Việt Nam cùng thời có thể làm được. Cái tôi quá lớn. Tài năng có thừa, nhưng cái tôi quá lớn khiến Mạnh Dũng trải qua khá nhiều sóng gió trong sự nghiệp. Khán giả thời đó không ít người từng chỉ trích Dũng Giáp vì thích chơi nổi, chẳng hạn như ra sân với cái đầu bóng loáng, đôi giày đỏ, đá bóng như công tử, hay phản ứng thái quá lại với khán giả. Bản thân ông Giáp khi còn đảm đương vai trò phó ban đội tuyển của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã không chỉ một lần phải đau đầu vì những bản báo cáo về sự phô kỷ luật của Mạnh Dũng được các câu lạc bộ gửi tới Liên đoàn. Sau một thời gian gây rắc rối ở thể công, Mạnh Dũng được bố gửi gắm cho giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh ở Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây, Dũng Giáp tìm lại được phong độ, gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng cùng đội bóng phố núi, mà đỉnh cao là hai chức vô địch V-League liên tiếp năm 2003 và 2004. Cũng trong thời gian này, Mạnh Dũng còn được truyền thông nhắc đến khi dám dũng cảm đứng ra tố cáo việc đồng đội rủ rê bán độ tại cúp C1 Đông Nam Á 2003. Tiếc là sau đó, bệnh phô kỷ luật của Mạnh Dũng lại tái phát, khiến bố Vinh hết thuốc chữa, đành phải mời anh đi khỏi phố núi. Sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai, Mạnh Dũng lang bạt qua nhiều câu lạc bộ như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội ACB, Hà Nội TNT trước khi giải nghệ ở tuổi 32. Là một cầu thủ có tài năng, không có gì ngạc nhiên khi mới 19 tuổi, anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam được ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên sau đó, mỗi lần tập trung đội tuyển, cái tên Mạnh Dũng lại được nâng lên, đặt xuống nhiều lần. Bởi sự vô kỷ luật của Dũng thì ai cũng thấy ngại, dù không ai phủ nhận khả năng của cầu thủ này. Sau khi thể hiện được phong độ ấn tượng trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai, Mạnh Dũng được gọi trở lại đội tuyển quốc gia vào năm 2005. Nhớ về kỷ niệm đó, anh cho biết, huấn luyện viên Alfred Riddle khi đó nói rằng tôi sẽ phải luyện tập, thi đấu với trách nhiệm của một anh lớn trong đội. Tôi là trung vệ số 1 Việt Nam, ông ấy muốn tôi xứng đáng vì điều đó, phải đúng với vị trí của mình. Nhờ đó, Dũng Giáp trở lại với sự chững chạc và phong độ đỉnh cao. Đáng tiếc sau đó, do vi phạm về giờ giấc sinh hoạt, tập luyện
nên Mạnh Dũng đã bị buộc phải xách vali về nước sau lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup 2007. Đó cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của Mạnh Dũng. Ngã rẽ cuộc đời. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết đến Mạnh Dũng như một cầu thủ lắm tài, nhiều tận. Không chỉ vậy, Mạnh Dũng còn có những phát ngôn khá sốc. Sau khi kết hôn với ca sĩ Hiền Anh, giải nhì nhạc thính phòng sau năm 2007, cuộc sống của cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam bước sang một ngã rẽ mới. Hai vợ chồng anh tổ chức công ty sự kiện âm nhạc, vợ lo về nội dung biểu diễn, chồng lo việc thương thảo, ký kết hợp đồng. Cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam cho biết anh không gặp nhiều khó khăn để làm quen với công việc mới, bởi tổ chức sự kiện âm nhạc cũng có nhiều điểm tương tự như công tác tổ chức thi đấu bóng đá. Chia sẻ về công việc hiện tại, Mạnh Dũng cho biết, từ khi giải nghệ, tôi vẫn tham gia các hoạt động bóng đá, nhưng tham gia nhiều nhất là những giải đấu thiện nguyện. Thi thoảng tôi được mời đi bình luận một số trận bóng đá, cũng như giám sát các trận đấu. Mạnh Dũng còn được biết đến như là một trong những người tích cực nhất trong các hoạt động thiện nguyện của đội bóng Vista, quy tụ những nghệ sĩ, cầu thủ nổi tiếng. Giờ đây, khi tất cả mọi sự việc đã trôi qua, nhớ lại những kỷ niệm về trái bóng tròn, Mạnh Dũng cho biết, cả cuộc đời cầu thủ của mình, tôi luôn biết ơn người cha, cựu danh thủ Nguyễn Trọng Giáp đã thường xuyên chỉ bảo cho tôi mỗi khi bước vào mùa giải mới. Trong suốt cuộc đời làm cầu thủ, có những câu chuyện là sự thật, cũng có những câu chuyện được thêu dệt. Tuy nhiên, tôi vẫn bình thản để sống và làm việc. Tôi hiểu rằng tôi vẫn sống trong lòng người hâm mộ và tôi vẫn sống để bố tôi luôn tự hào về tôi.